fun of my little longsuit. Hoàng đế người cũng dám giết? Người chính là người hả? Nhưng lại là hoàng đế Mãn Châu. Tối hôm nay ta sẽ dìm muôn muôn ngàn ngàn người hả lấy mạng của người. Xin hoàng thượng bảo trọng long thể. Tại sao để cho ta ngủ ngon một chút cũng không được? Nô tài đáng chết. Nghe đi, truyền cửu môn đề đốc ngạc nhũ đa. Xin hỏi vị đại gia này có phải đến đây mua kiếm không? Không phải. Nếu không mua kiếm, vị đại gia tới đây làm gì? Chủ nhân của ta tối nào cũng nằm mơ có bệnh mất ngủ rất là nghiêm trọng. Nếu có bệnh phải đi tìm đại phu chứ. Chúng tôi ở đây chỉ đúc kiếm thôi. Đi tìm đại phu có ích gì? Chủ nhân của ta có nói là nếu có thể giết được ác ma trong cơn mộng thì ông sẽ được ngủ ngon. Chủ nhân của ông là ai vậy? Chủ nhân của ta tức là Càn Long. Trước đây năm hôm ta đã giết chết một người tên là Bôn Lôi Thủ của hội Hồng Hoa. Người nói sao? Người giết chết chẳng tức cả. Ta đã kiếm được một bức thư ở trong mình của hắn. Biết được hội Hồng Hoa có một danh sách đang ở trong tay của một người thợ rèn kiếm. Đúng vậy, danh sách ta đã chuyển rồi. Người đừng hòng lấy được danh sách đây. Vậy sao? Chúng ta trả thù cho dân tước à. Sao? Hey!
Lùi lão hổ giàu sang như vậy, ông ta ở Sơn Đông làm ăn nghề gì á? Ui, ông ta khi xưa là sơn tặc đó. Nghe nói hội thể thao này do ông ta ra tiền tổ chức mà. Có tiền thì sao? Có tiền giỏi lắm à. Có chút tiền dám tới đây làm mưa làm gió. Vừa mua ruộng lại mua đất. Trong 3 tháng làm cho ruộng đất ở Quảng Đông lên giá. Biết làm sao bây giờ? Tri phủ đại nhân còn cấu kết với Lùi lão hổ nữa, cho nên ông ta mới được nước. Nói tới nói lui, những người chịu khổ vẫn là bá tánh chúng ta. Tiểu thơ à, chúng ta là hình tượng rất xấu trong lòng của họ. Bây giờ tiểu thơ mới biết hả? Ở đây không ai nhận biết mình chứ hả? Không có đâu, đi nhanh lên. Ê, cô này đẹp đó, đi chọc cổ đi hả? Đi. Ê, coi kìa, mình tới coi nha. Đừng coi nữa, mình đi về nhà đi, đi mau lên. Nè, mấy anh làm gì đó hả? Nè, làm gì vậy? Cô ta là gái miền Bắc đó. Nè, đây đừng có chồng của tôi nha. Wow, biết nói tiếng mình nữa kìa. Biết nói tiếng mình nữa. Đi, người đẹp. Đừng ghẹm gái ta. Cổ là em anh hả? Tôi nhận ra anh ta rồi. Anh ta là anh gì đó? Đâu có em gái đâu. Tôi nhận ra anh rồi. Anh là Marco chuyên môn được kiếm mối cho ông chủ. Người dám nói vậy hả? Lên. Vô đây. Dám đánh với công tử của ta bộ không muốn sống à? Đánh đó. Đánh thì đánh. Ê, đánh lộn qua đây hả? Có phải muốn về hình bộ phòng không? Đâu có mắc mớ tới ảnh. Nè, hôm nay tôi mới tới làm ngày đầu, nể mặt tôi đi. Kêu anh nể mặt đi. Thật là quá đáng. Sao đánh lộn qua đây? Phải muốn về hình bộ phòng không? Xin lỗi. Đừng nói lộn nữa nha. Dạ. Anh bạn à, bây giờ không thể đánh lộn. Nếu có giỏi ra sân thi đua với tôi đi. Dám không hả? Công tử tinh của chúng tôi là kim bài kiện tướng ở thư viện Joseph Thượng Hải đó. Ngọc Quang à, những trò chơi ngoại quốc công tử không biết đâu. Điên rồi sao? Ngọc Quang rất giỏi võ nghệ sao mà không biết? Uê, cô gái bắt của anh khiếp sợ rồi. Nè, đừng có nói bậy nha, ảnh không vậy. Giờ xuất chiêu đi. Wow. Trường 8. Anh nhảy xa khoảng một cái thương xà mau. Người kế càng lợi hại hơn nữa. Anh ta đã đoạt giải quán quân 3 lần ở thư viện Saint Joseph Thượng Hải. Đã phá kỷ lục rồi, quá thật là danh bất hư truyền. Chờ xem vị này coi. Ủa, sao ăn mặc áo dài như vậy, coi bộ không có gì lợi hại đâu. Ê, rung cẳng rồi hả? Hả? Bò chậm như vậy, chừng nào qua tới bển. Tao đưa mày đi. Còn không nhảy sao? Suy ra mày là con kiến, nhưng tao không ăn hiếp mày đâu. Anh bạn, tiếp theo trả tiếp lực 4 người, tôi không thua anh đâu. Đi. Chạy tiếp sức phải có 4 người, mình có 3 người làm sao chạy? Sao đây? Cô nương à, thi đua chạy tiếp sức phải có 4 người, tụi tôi chỉ có 3 người, cô giúp được không vậy? Tôi... Phải? Tôi chạy chậm lắm đó. Chậm thế nào cũng không chậm hơn con kiến đâu. Nhanh hơn một chút. Vậy được rồi, đi. Ê, hey, anh chạy đầu tiên, tôi chạy tiếp theo ai? Anh hả, chạy em đầu đi. Chuẩn bị. Bắt đầu. Ê, lên. Ê, lên. Lên lên. Lên lên đi. Lên lên đi. Chạy đi. Ôi, đứng dậy chạy đi. Mà
thua chắc rồi. Chạy mau lên đi. Để tôi. Ôi, chạy mau lên đi. Chạy được cái bính à, dẫn lên luôn à. Nè, cô chạy mệt lắm rồi. Cái phần thưởng này tặng cho cô đó, cô có phần mà. Gì con anh? Đây là quà của Lô Lão Hổ, tôi không lấy. Cô hỏi gì vậy? Tôi hỏi Trần. Chết đi. Ôi, dạ, nè, nè, sao nó vậy? Các người cả gan bộ nhỏ tôi hả? Đánh tôi đó. Tao thích đánh lộn chứ. Coi giỏi vô đi. Vô đi. Này á. Sao, đánh nữa không? Thôi, không đánh nữa. Cảm ơn quý vị, đánh chơi với tôi, cảm ơn. Chuyện gì mà đánh lộn vậy, ai đánh với ai đó? Ai đánh với ai? Bộ họ đánh với nhau, tôi bắt giùm anh mà. Cảm ơn anh giúp đỡ. Khách sáo quá. Bắt hết tụi nó đi về. Dạ, bắt về. Gì vậy? Anh cũng phải theo tôi. Tôi phải theo anh. Ai rồi, đi mau. Đi. Chờ một lát. Đi. Làm gì gấp vậy? Mẹ kiếp đó. Mẹ nó. Cả gan không bán tiểu học trung ương cho ta. Vậy không phải là muốn đái trên đầu Lô Lão Hổ ta hay sao? Đây, nói cho tri phủ đại nhân biết, gán cho nó cái tội ăn cướp. Chặt đầu của Dương hiệu trưởng, chặt đầu cho ta. Vậy biết rồi lão gia. Lão gia, mấy ngày nay ở bên ngoài nghe nói có nhiều người bất mãn chúng ta lắm. Bất mãn thì sao? Bộ ta sợ chúng nó sao? Lão gia, dĩ nhiên không sợ rồi. Nhưng mà lời xưa có nói là nhập gia thì tùy tục. Khi chúng ta đến Quảng Đông này phát triển thì chúng ta phải hòa thuận với mọi người ở địa phương. Làm cách nào? Lão già, tiểu nhân đã nghĩ ra một cách. Nếu như lão già muốn phát triển, muốn cho tên tuổi lừng lẫy ở đây, tốt nhất là cử hành tỷ võ chiêu phu cho tiểu thờ. Như vậy sẽ không có được công bằng đối với đình đình con của tôi. Hả? Lão già, mình làm việc lớn thì phải hy sinh. Lời xưa có nói mà, nữ sinh ngoại tộc, nếu gả cho người ta thì sẽ thành con của người ta, không còn nhớ đến cha mẹ của mình nữa. Rồi lão gia thử nghĩ đến ông nhạc bà nhạc của lão gia có được sự lợi ích gì nơi lão gia và phu nhân hay không hả? Mẹ kiếp đó, mày nói như vậy là tao cũng nghĩ như vậy. Tao cũng đã làm như vậy rồi. Lão gia anh mình quyết định như vậy đi. Tỷ võ chiêu phu. Bây giờ Ngọc Quang chết rồi, tên hồ của mình để lại hình bộ phòng, nếu mà truyền ra ngoài thì chắc chết đó. Nếu để cha tao biết được chắc chữa tôi chết đó. Đừng có lo, tên họ tôi mừng tôi giết ẩu lắm. Anh tên là Nguyên Khuê, quả là Lưu Trấn Dĩ. Còn anh? Tên tôi hả? Là Hoàng Tinh. Hoàng Tinh. Thôi, tôi trở về tiệm nha. Má tôi không thấy tôi sẽ chửi nữa. Tôi về nha. Ngọc Quang.
Sao có người ngoại quốc thì là lạ quá, quăng quăng như vậy. Cặp kính của ông ta càng lạ nữa, đen thùi lùi. Thôi chắc là như vậy, lấy mực bôi lên là được rồi. Sao không có thấy cái gì hết? Chắc là vậy mới đẹp. Cô ta là người đuôi mù. Bà chủ à. Ây giờ muốn tôi dùng mình chết sao? Bà đeo cặp kính này duyên dáng quá. Nghe giọng nói của ông rất là sexy đó. Ở đây bà bán vui hay bán vải vậy? Ông đừng nói bậy nha. Giải trong này thì hơi mắc một chút, giải ở ngoài thì hơi rẻ một chút. Ông muốn mua thứ nào đây? Tôi mua thứ vải ngoài này. Ông mua thứ vải ngoài hả? Ăn mày ngoại quốc. Ấy phải rồi, tôi mua cái này. Thứ này hả? Ấy cảm ơn. Mua mấy thước? Tôi mua đến đây. Đến đây nè. Chỗ này hả? Không phải chỗ này. Chỗ này? Chỗ này được rồi. Chỗ này? Ông mua để hỉ mũi hay sao? Dứt đồ. Uầy, ông nước ngoài này. Ngoài cái đầu của con. Không phải đâu mẹ. Con vô lễ. Bà đánh tôi đau quá. Mẹ đầu kiếm rất đẹp. Mau đi lấy cây cân ra đây. Dạ. Cân. Giải của tôi thì phải cân bán, bằng không thì sao ông lấy nhiều như vậy? Bà nhìn thấy hay sao? Không thấy thì cũng đoán được mà, người mù làm sao đánh ông được chứ. Bà đánh tôi coi như tôi đã trả tiền rồi, bye bye. Muốn chạy? Ăn nè. Thôi chết, chắc có ăn mạng rồi. Con đừng có sợ, còn cách hai phân không có tin đi đo đi. Thiệt hả? Để đo coi. Đừng có chảy máu nha, đừng chảy máu nha. Ê, không có chảy máu. Mẹ à, không chảy máu. Là cái xác phân đó. Cổ họng của ông ta sâu. Đáng đời, quân gia người ta hả? Bữa nay không được vui, đóng cửa. Mẹ, hôm qua không vui đóng cửa, bữa nay không vui lại đóng cửa hả? Đúng vậy, hôm nay cha của con về đâu còn ý nghĩa để buôn bán nữa, quyết định đóng cửa. Mẹ à, mẹ, bữa nay con gặp một cô gái rất có cá tính. Thiệt? Đẹp lắm. Vậy ngày mai nghỉ thêm một ngày nữa. Ngày mai nghỉ nữa. Ê, Ngọc Quang, dạ, ngoài đời. Chuyện gì đi? Tri phủ đại nhân đã đến, bây giờ đang cãi giải với lão già ở đại sảnh. Con biết chuyện gì sao? Con nói lộn với người ta. Đừng sợ, có mẹ che chở. Tri phủ đại nhân, các vị hương thần, tôi sẽ giải thích với các vị. Phương lão huynh, huynh quả ân mình đại nghĩa. Tôi thì là ân hận. Chờ hai mẹ con nói về thì tôi sẽ... Sao các vị đến đầy đủ vậy? Tri phủ đại nhân, các vị hương thân, xin nể mặt tiểu nữ một chút. Có chuyện gì Miêu Thúy Hoa tôi chịu trách nhiệm hết. Tất nhiên là chịu trách nhiệm rồi. Thúy Hoa, tại sao đến người ngoại quốc tôi xương mặt vậy? Hả? Ngoài cái việc này, lần trước cô bán mấy thứ giải cho tôi, giải đó đã lau nhà. Cổ còn chê vợ tôi không biết điều, không chịu bán giải cho vợ của tôi đó. Chẳng những vậy, hôm đó cổ còn cười tôi ngu si nữa. Quá đáng. Nói đi, giải thích đi. Biết vậy thì tôi không về đây. Má ba, chuẩn bị gia pháp. Đánh nữa sao? Lão già, nể mặt tôi. Nể mặt hả? Đánh bả đi, đừng nể mặt tôi. Ôi cha, đừng đánh mẹ. Cô đánh con nè. Em thấy con hiếu thảo chưa? Có phải nhà họ Phương không? Qua. Nhà Phương Thế Ngọc phải không? Té ra anh tên Phương Thế Ngọc, không phải là Hoàng Tinh. Tại sao tên là Hoàng Tinh? Hồi sáng anh đã lộn với người ta, bị tôi bắt về hình bộ phòng, khai tên là Hoàng Tinh. Mắc dịch. Con đau lắm sao? Ơi, đau lắm. Đại đa số là mẹ đã đỡ giùm con rồi, mẹ còn đau hơn con nè. Mẹ à, cha không biết võ nghệ, không lấy gì mẹ né không được. Trước mặt người ta mẹ phải nể mặt cha của con. Con khờ thiệt, địa vị của đàn ông trong nhà rất là cao quý, có biết không? Wow, thiệt là cao quý. Con không đi ngủ sao? Dạ. Thì không hiểu em dạy con cách nào. Nó đã lớn khôn rồi, cứ để cho nó phải nhờ cậy em.
Em phải để cho nó tự lập chứ. Đã mấy ngày rồi anh không có về đây, cứ làm việc ở bên ngoài. Còn không ở bên em thì ai ở bên em? Vừa mới đặt chân về thì đã nghe lời của thiên hạ rồi, còn đánh em cùng mình nữa. Anh đâu có coi em là vợ. Em nghe anh nói đi. Em không nghe. Nghe anh nói đi mà. Em không nghe, em không nghe. Mỹ nhân Nguyễn Chu Liêm. Anh lại ngâm thơ nữa rồi. Thâm tọa bằng Nga Mi. Đảng kiến lệ ngấn thấp, bất tùy tâm hận thùy. Chịu không nổi, chịu không nổi nữa. Anh thiệt là lãng mạn. Tại sao mỗi lần anh ngâm thơ mình lại hứng kỳ cục vậy? Sắp ngất xỉu rồi. Anh vừa nói em có đúng không? Đúng. Đúng sao còn chưa đi ngủ? Ồ. Quyền đã Quảng Đông nhất tỉnh, cước đá Tô Hàng Nhị Châu. Rõ ràng là khi dễ người Quảng Đông chúng ta, sao dám trèo cầu đố như vậy? Lão già, đôi liễn này viết thật là hay đó. Mới treo lên thôi bọn. Các vị hương thân bộ lão, lôi lão hổ tôi vừa đến đây là muốn tất cả chung sống hòa thuận với nhau. Lập cái lôi đài này là để tỉ võ chiêu thân. Người nào giành được cái tú cầu này là thắng. Khi tỉ võ hai chân không được chấm đất. Nếu ai có thể thắng vợ tôi là Lý Tiểu Hoàng thì có thể lấy con gái tôi là Lôi Đền Đền để mà làm vợ. Bây giờ xin giới thiệu vợ tôi, Lý Tiểu Hoàng. Ý cô đẹp quá ha. Nếu tôi lấy được cô ta, chắc chắn mỗi đêm mà cô không ngủ được yên đâu. Anh có đủ sức không? Có thể kiếm cao thủ mà. Phải rồi, ghi tên đi. Đi 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 đi. Ba đứa nó rất đồng tâm đó. Anh Sáu, tụi mình đi nói cho Ngọc Quang biết đi. Đi. Ê, Thiên Ngọc đâu? Đang học hành ở trong phòng, em đi chỗ nhuộm vải. Nhớ về sớm nha. Dạ Lai 123, Qua Lạc 456, 12. Ủa? Sao nhiều quá vậy? Ai đó? Ui, Ngọc Quang à. Ra đi, nè. Ra đi, mau lên. Thiên Ngọc. Xuân miên bất giác hiệu sứ, sứ văn đề điểu Dạ Lai Phong, vũ thanh qua Lạc Tri. Lạc Tri. Ở Lạc Tri. Ủa, chàng mới vô hả? Thế Ngọc, ngồi xuống đi. Dạ. Bây giờ cha phải vào thành. Cha đi bao lâu vậy? Con thiệt là thương nhớ cha lắm. Thiệt đó. Con hãy cố gắng lo việc học đi. Dạ. Hôm nay không phải ngày đọc sách. Ê, kiếm tôi chứ vậy? Lời lão hổ tỷ võ chiêu thân. Con gái của ông đẹp lắm. Thiệt hả? Ông ta còn nói quyền đã Quảng Đông nhất tỉnh, cước đá Tô Hàng Nhị Châu. Sao lại nói vậy? Thì là phách lối quá. Ngọc Quang, anh đã trở đến làm gì? Ngọc Quang à, bọn đành tanh bị lôi lão hổ khi dễ địa phương chúng ta sao? Ngọc Quang à, chỉ cần anh ra vài chiêu thì đánh ngã đối phương rồi. Ngọc Quang không được đâu, lại ra đến kìa. Ê, anh mập. Dạ. Anh ngồi thế tôi nha. Dạ không được đâu. Tôi về liền mà. Ôi, tôi còn phải đi với lão gia vô tỉnh thành nữa. Lão gia lần này nguy rồi. Chuyện gì? Tiểu thư đi đáy xong bỏ trốn rồi. Ờ? Chạy trốn rồi. Vô tiền sự mẹ kiếp nó. Ê, lại đây. Đừng mà lão già. Không có được đâu. Tôi chưa lấy chồng, đừng mà. Nói gì? Vậy cũng được sao? Ê, không thành vấn đề. Ủa?
Sao lại vậy đại sư? Tới giới chư thân đại sư cũng chịu sao? Phải, vì tôi đã động phàm tâm. Có động phàm tâm thì cũng phải bảo vệ lục căn chứ. Hey, các vị hương thân vô lão, tôi nghĩ tỉnh Quảng Đông này các người muốn kiếm được một người anh hùng hảo hán có lẽ là rất khó khăn. Ông nói sai rồi. Đúng rồi. Anh là ai? Không biết tôi hả? Vô tình quyền phương thức lộc tức là tôi. Anh chàng khốn nạn này. Là bà hả? Không phải tôi, là con gái của tôi. Hờ, đừng nghiệm hàng đấy. Đánh đó tôi mới được. Hai chân còn chưa chạm đất. Bà đừng lo, anh tiếp với bà nữa. Để thử cách đánh đạp đầu người của tôi. Ngọc Quan à, mình đã đi, không? Đã đi. Chịu nổi à, rồi chết à, trời. Bể đầu tôi, bể đầu tôi. Bà Sơn Đông, đứng vững bộ mã nha. Sao hả? Đừng có sợ, để tôi đánh tiếp. Cẩn thận. Chịu nổi không? Chịu nổi, chịu nổi mà. Thế nào, chỉ còn hai cây trụ có chịu nổi hay không? Ở dưới không có sáu cây trụ đỡ bà. Bà là sao chịu nổi chứ? Đánh đi. Đánh thắng thì làm con rể của ta. Đánh đi. Đánh đi. Đánh đi. Đánh đi. Đánh đi. Ê, mấy người đỡ bà, đã đúng ta được kìa. Đánh đi.
Ê, sao mà kéo cái bánh của tao vậy hả? Chết mắt mày nè. Anh Sáu không sao chứ hả? Không sao. Ê, tụi qua đâu? Qua đây. Đứng dưỡng nha. Anh Sáu bị người ta đánh kìa. Để tôi. Tôi giành cái chỗ của anh. Tôi chống gần hết nổi rồi. Ngọc Quang, đừng để chúng tôi thất vọng nha. Yên tâm đi, đừng có lo mà. Đạp lên. Đỡ tôi lên. Phu nhân. Qua. Đừng té xuống nha. Cũng mà tôi đỡ kịp. Đá tôi đi. Thua rồi. Ôi Ngọc Quang, sao vậy? Sao hả? Anh làm tụi tôi thất vọng quá đi. Anh không thất vọng thì tôi thất vọng. Tại sao lại té vậy? Ây da, đánh giỏi quá tôi chưa không lại đâu. Cô đưa là xin lỗi nha, tôi không có nào lấy được bà. Ê chàng thanh niên, có thể thương lượng với nhau mà. Mẹ kiếp đâu. Quảng Đông Thập Đại Kiệt xuất niên quyết nhiễm lôi đài còn có ai cá không? Thôi lại thua nữa. Vậy chú nhất định phải kiếm con trai của tôi Phương Thế Ngọc ra tay mới được. Còn khốn nạn, làm mẹ mất mặt. Các vị anh hùng, còn có gì nào lên đây để tỉ võ nữa không? Nếu như không có, hôm nay tạm ngưng. Về đi. Chờ một lát. Mau lượm tiền đi. Cho mượn cái lưng dùng đỡ nha. Còn có tôi. Xin hỏi vị anh hùng tên là gì? Tôi là Lôi Phu Nhân. Lấy luôn nhân mẫu đi. Nhiều chuyện. Cô nghe thấy chưa? Hả? Cô có hứng thú hay không? Hả? Cô đừng có bước lui nữa, bước lui sẽ té xuống đó. Mi là đứa nào đó? Muốn tao đây phá đám hả? Chết mẹ mày. Tôi là người đánh khắp nơi trong thiên hạ, là rồng thấy đầu không thấy đuôi, là anh của Phương Thế Ngọc. Phương Đại Ngọc. Bố tiên sư mày, ngoại hiệu huynh đệ của mày sao dài quá vậy? Võ nghệ ra sao cứ kêu phu nhân thử coi thì biết. Hay lấy cái hoa cầu làm gì rình rang vậy? Tôi lấy đây. Đánh cũng rất là khá đó phu nhân. Người cũng đâu có kém. Cần gì phải bỏ chân của tôi như vậy? Cô rất mịn màng. Phu nhân, cần gì phải khẩn trương. Cảm ơn. Sức nặng của phu nhân cũng không có nhẹ. Đừng có sợ, có tôi ở đây. Cô nương hãy dùng chút ít sức đi, tôi kéo cô nương lên. Lên. Quá cầu. Cẩn thận. Đánh lén tôi. Đánh mạnh một chút. Phu nhân. Phu nhân, chúng ta đã xuống rồi. Phu nhân không sao chứ? Tôi không sao. Đừng có nói nữa. Cô là vợ của tôi, có biết là sao? Xin các vị đừng có quên, nhà họ Phương là người có tài ở Quảng Đông. Còn có nhà họ Lôi tôi nữa. Đừng có đụng tới tôi. Tụi mình sắp là người trong nhà rồi mà. Chỉ tỉ giỏi với nhau thôi, còn con gái cho người khác đi. Anh không lấy con gái của tôi hay là sao hả? Tôi không lấy. Vì anh đã đánh thắng rồi, nhất định phải lấy con gái của tôi. Bằng không tôi sẽ giết chết hết cả nhà.
Ai chuẩn bị gì? Là mẹ đây. Hi. Wow, mẹ mặc đồ bảnh quá. Cũng là vì con thôi, không giải làm anh của con sao lấy lại quy danh được chứ. Lấy cái vỏ lại đây. Lấy cái vỏ làm gì mẹ? Mẹ đã thắng lôi đài, lôi lão hổ nó bắt mẹ lấy con gái của nó, gì vậy sao được, phải chạy trốn. Wow mẹ, mẹ giỏi thiệt, đồng tình luyến hả? Cái gì? Nguy rồi, nó đã tới. Vậy tính sao? Liều một phen. Dạ. Đánh, trốn, nó. Chào Vương Đại Ngọc, ta đã đến rồi đây. Vương Đại Ngọc, Vương Đại Ngọc, Vương Đại Ngọc, đi xe coi. Dạ. Vô trọng coi. Vô coi đi. 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 Vô trọng coi. Vô trọng coi đi. 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 Vương Đại Ngọc. Khóc cái gì? Vương Đại Ngọc đâu rồi? Vương Đại Ngọc đã chết rồi. Chết rồi? Tại sao chết? Nó ngã đùng ra chết rồi. Thi thể nó đâu? Thành trò bụi tôi cũng nhận ra mà. Cho tôi coi. Sao lại vậy? Trò cốt cũng có hứng thú à? Mẹ mẹ. Được rồi được rồi. Nè trò cốt nè. Coi cho đã đi. Trò cốt nè. Mẹ đi mau đi. Đừng chạy. Mày là con trai. Nhiều chuyện. Ông không phải đàn ông hả? Đừng bước tới nha. Bước tới tôi đâm liền. Con à, lấy trái chuối chỉ vào ổng làm gì? Không phải con dao. Ăn chuối đi. Bắt nó mau. Bắt lẹ lên. Ôi đứng lại. Chạy nha. Đứng lại. Ôi đứng lại. Đứng lại. Ôi đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Chạy nha. Đuổi theo. Ôi. Đứng lại. Đứng lại. À. Mẹ. Con mau chạy đi mà kệ mẹ. Con mau chạy đi. Nếu con bỏ mẹ, con sẽ bị trời đánh. Con xuống liền. Ủa sao nhảy vô đây? Bà kiếm không được Phương Đại Ngọc sẽ bắt cái đứa này để thay thế. Lão già đã kiếm được tiểu thư rồi. Ờ là ý trời, ý trời. Lão huynh à, lão huynh, chờ cho nó từ tỉnh thành về rồi sẽ làm lễ đi. Được, sau này làm lễ. Bây giờ động phòng đi. Nè nè, thả người ra đi. 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 Lập tức trở về. Còn làm rùm, ta bắt hết tụi bay. Thả người ra đi. Thả người ra. Kỳ quá. Đại nhân. Lôi đại nhân. Bên ngoài thế nào? Bên ngoài quần chúng rất xôn xao. Có tin là vài ngày nữa của môn đệ đốc đại nhân sẽ đến Quảng Đông. Đại nhân, đại nhân à, có cao kiến gì không? Ông kêu con gái của ông thành hôn trước mặt quần chúng, còn phải bắt cô ta nói là tự nguyện nữa đó ha. Như vậy môn đệ đốc tới cũng không làm gì được mình đâu. Được, tôi phải đánh đến nó nói là tự nguyện. Làm như vậy không được đâu. Mình phải lấy đức phục người, vậy mới không có chuyện xảy ra chứ. Ờ à, phải phải, mình phải lấy đức phục người. Ta tưởng tượng chính là Quảng Đông thập đại kiệt xuất thanh niên. Có lý gì phải thất thân cho cô ta chứ? Nếu người này dám chậm tới ta, ta sẽ dùng dao đâm chết hắn. Cười bộ gió của ta kìa. Cô làm bộ thanh nhã nữa. Thiệt muốn đá cho cổ té lăn vô tường. Thấy đáng ghét. Hắn không chờ được nữa rồi. Phải hồ cho cô ta hết hồn. Người thử tới gần ta coi. Wow, cô làm gì kỳ vậy? Tôi liền con dao mà, cô bóng quy đao. À, người muốn làm gì? Cho cô biết, cô lấy được người tôi, không được động tôi đâu, tôi có người yêu rồi. Tôi cũng có người yêu rồi, tôi không lấy người đâu. Tôi cũng vậy, không lấy cô đâu. Được, vậy người thề đi, nếu người lấy ta thì sẽ thế nào? Chết hết cả nhà. Gì đây? Trả cho ta. Không phải là vàng, không phải là bạc, đem theo miếng sắt trong người. Điên rồi. Cô nghe kỹ nè, tối nay ngủ mình đi. Đừng khuyên tôi nữa, tôi không về đâu. Không phải ta tới khuyên ngươi về,
Ê, vậy tới làm gì? Thật ra ta cũng muốn có. Muốn cái gì? Tình yêu. Thiệt vậy sao? Bởi yêu đại ca tôi. Sự thật, ta biết đại ca của người giả chết. Nếu như người gặp được chàng, thì người làm ơn giao bức thư này cho chàng giùm ta. Quê, bà không sợ Lôi Lão Hổ hả? Nếu vì tình yêu, dù có chết cũng không tiếc. Ây, bà Phương à, tôi thiệt là phục bà sát đất. Tôi không ngờ bà cứu được con gái. Con mập ra đó. Vậy hả? Tại vì ăn ngon ngủ ngon. Con thất thân chưa? Chưa. Vậy cũng được. Sao con không chạy đi? Con không biết tình hình như thế nào. Nếu rủi bỏ trốn, liên lụy tới mẹ thì càng khổ hơn nhiều. Huống chi đã có nhiều người, con đi đến đâu thì tụi nó theo con tới đó, khổ lắm. À, con thiệt là hiếu thảo. Mẹ đã xem kỹ càng địa thế ở chỗ này rồi. Đêm nay mẹ sẽ qua bển cứu con. Thế nào? Mẹ à, thấy mặt mẹ rất vàng. Phải rồi, có người nhận con giao thư này cho mẹ. Ai đó? Tình nhân của mẹ. Tiểu Hoàng, tối nay ta cùng với tri phủ đại nhân gặp một vị quý khách, có lẽ về hơi muộn, ngủ trước đi hả? À. Mẹ ơi, con bị chó rượt. Thì chó có cái gì đáng sợ, đồ điên. Wow, con chụp nhận các bạn chó cái hả? Wow. Đừng được tao mà. Hay da, bị cả đám chó rượt theo như vậy thì là nguy hiểm quá. Chạy mau đi mẹ. Tại sao con đi chụp nhận cả đám chó vậy? Con thiệt là tệ quá, thiệt là tệ. Vô đi nè. Ây da. Người là ai? Dám xâm nhập Lôi phủ. Cắn đi. Phu nhân, đừng cắn. Đại Ngọc, là huynh đó à? Chính là tôi đây. Mau kêu cái đám chó này đi đi, đừng có để chúng nó nghe lén mình nói chuyện với nhau. Được rồi, được rồi. 1, 2, 3, 4, trở về mau. Mau lên, mau lên, mau lên. Đại Ngọc, đừng có bước tới. Tôi e không phụ trách nổi cái chân tình của cô. Kể từ ngày tôi nhận được bức thư của cô, mỗi đêm tôi trằn trọc thương nhớ tương tư. Tôi thiệt là không thể chịu đựng được, nên đêm nay tôi nhất định đến gặp cô. Mỹ nhân chuyển chu liêm, thân tọa bằng nga mi, đản kiến lệ ngấn thấp, bất tri tâm hận thùy. Phu nhân, bài thơ này tôi đặc biệt sáng tác cũng vì cô đó. Anh còn biết làm thơ thật là lãng mạn. Bên kia có tiếng động quá coi. Phu nhân, xin cáo từ. Chúng ta hẹn ngày tái ngộ. Tạm biệt. Đại Ngọc. Đại Ngọc. Phu nhân, phu nhân, không sao chứ? Tôi không có gì hết. Mấy người làm cái gì vậy? Ai kêu mấy người tới đây? Đi hết đi. Cũng may là mình chạy lẹ. Hả? Là cô hả? Tôi nè. Anh. Là anh hả? Trời, cô nương, cô lại bị lão họ bắt về làm tỳ nữ hả? Phải. Vậy còn anh? Tôi cũng vậy. Hôm đó tôi về sân vận động kiếm cô đó. Hôm đó tôi cũng đến sân vận động để kiếm anh rất lâu, nhưng mà không gặp, nên tôi trở về. Cô chờ tôi.
Cô chờ tôi thiệt hả? Ừ. Cô chờ tôi. À, cái món vật thưởng này anh còn cần nữa không? Cô luôn nên theo bên mình sao? Ừ. Quay kiếm được ai không? Không thấy. Tôi sợ bị họ phát hiện, tôi phải đi ngay. Cẩn thận nha, có chừng chó. Lần này ta đến Quảng Đông là để tiêu diệt cho hết bọn phản tặc hội Hồng Hoa. Ta nhận được tin của chúng nó thường xuất hiện ở nơi đây, cho nên ta hy vọng là nếu các người biết được tin gì, lập tức thông báo cho ta. Dạ đại nhân. Xin đại nhân đừng lo, tiểu nhân nhất định cố gắng hết sức mình. Lòng trung thành của tôi đã trao hết cho triều đình. Đại nhân, ở đây có một chút quà muộn, xin đại nhân tiếp nhận. Mẹ à, cha về thiệt hả? Mày gạt bọn nó thôi. Bây giờ mau lấy đồ rồi vào tỉnh thành kiếp cha của con. Dạ biết hả? Cha về rồi. Sắc mặt xa xăm. Đứng lại. Chuyện hôn nhân đại sự tại sao không cho cha biết? Còn em làm mẹ vậy sao? Anh ra tỉnh thành mấy ngày thôi, em để cho người ta rước con mình về nhà làm dễ, làm cho anh có lỗi với tông đường họ Phương. Cha con. Con câm miệng. Không muốn nói tới con. Là lỗi của tôi. Tóm lại tất cả là lỗi của tôi. Tôi không biết dạy con. Tôi có lỗi với lại tông đường họ Phương. Để tôi chết đi cho rồi. Nè, tôi mẹ, tự chết mẹ, đi. Con buông ra đi để cho mẹ chết đi cho. Đừng con đồng mà. Tôi chết đi nè. Mẹ, thôi đi, thôi đi. Buông ra. Bây giờ có việc phải làm. Buông ra. Chuyện này chờ ngày mai anh về sẽ bàn với em. Cái gì? Nè. Tôi sắp đi chết mà anh nỡ lòng bỏ đi sao? Anh có phải là người hay không? Hả? Nè, anh thấy tôi chết anh cũng không cứu. Anh có phải là người hay không vậy? Tặng cho em. Wow, là da cào râu đó mẹ. Chắc là mua cho con rồi. Mua cho mẹ cào lông chân. Mẹ, trời mưa rồi. Cha con không có mang theo dù, lấy dù cho ổng đi. Dạ. Wow, mưa lớn quá, lại lên. Sao bỗng nhiên trời lại mưa như thác đổ vậy kìa? Có chừng. Cái dù này không có được rồi, đổi cái khác đi. Mẹ, hết mưa rồi. À. Mẹ, có tiếng ai khóc kìa. Được rồi, chị đừng khóc nữa. Anh khốn nạn. Mẹ, đừng có nóng. Tôi không muốn sống nữa đâu. Chị đừng có nghĩ đến những chuyện điên rồ như vậy. Hiện giờ trong bụng của chị đang có thai đó. Lại có con với người ta. Đứa con trong bụng của chị, tôi có trách nhiệm chiếu cố nó. Chúng tôi cũng vậy. Dâm phụ này lại có rất nhiều đàn ông. Đã có nhiều đứng ra nhận tội rồi, chà cũng rất chịu nữa. Dân Tứ Ca, nếu anh không phải vì cứu tôi thì chị cũng không trở thành quả phụ. Và quyển danh sách này tôi cũng không lấy được. À, thì ra chẳng phải là ngoại tình. Mẹ sắp bị ổng làm mẹ chết điên rồi. Mẹ, mẹ không lớn quá mà. Ai đó, ra đi. Đừng chạy. Hả? Có tiếng gì vậy? Tiếng pháo. Pháo nổ. Phải. Thấy người rung lập cập, không giống như là người biết võ nghệ. Có việc làm người không có đi làm, học người ta phản thanh phục minh. Ai thờ chúa nấy. Ở trong lòng của người, Càn Long có lẽ là một vị vua tốt. Nhưng ở trong lòng người Hán chúng ta, hắn không phải là một vị hoàng đế tốt. Người giao quyển danh sách cho ta thì sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Vì vinh hoa phú quý cá nhân mà hy sinh vô số sinh mạng của người khác. Dù ta có chịu, các huynh đệ của ta cũng không chịu. Dù các huynh đệ của ta chịu thì vợ của ta cũng không tha thứ cho ta.
Em tha thứ cho anh, em nhất định tha thứ cho anh, phải không? Sao lại bỏ mẹ ở đây? Lên! Trong lòng của ta, cha ta là người tốt, ta phải đánh người. Chạy. Đánh tướng cùng ta đánh người. Bình xích đâu? Ở đây. Vô anh thủ. Ta đã nói là vô anh thủ mà. Thế Ngọc, mau qua cứu Lạc Băng. Ở đây có mẹ con canh thủ. Dạ. Cẩn thận. Thế nào, chuyện sao chứ? Vì anh hùng này hãy giúp cho cha của anh bảo vệ danh sách đi. Được rồi, yên tâm đi. Hẹn sau này gặp lại. Cẩn thận nha. Ừ. Thế Ngọc, con chặn đường nữa, tụi mình đi. Đi. Đừng lo. Sao anh vào xã hội đen, về nhà thẩm vấn anh mới được. Đầu á. Không đau. Không đau. Đau. Không đau. Cha của ta đánh ta vậy đó. Hả? Nói cho người biết, ta đánh con chó của nhà ta như vậy đó. Thank you.
Nhóc con, cái này gọi là một tấc dài một tấc mệnh. Đồ ngu si, của ta ngán nhưng ta lanh lẹ. Sau nha. Cha. Thế Ngọc, có ai theo con không? Cha đừng lo, con học vô nghề mười mấy năm không ngủ đâu. Hả? Mẹ đâu? À, lại cãi nhau nữa hả? Mẹ à, sao mẹ lại khóc vậy? Ông chưa bao giờ đối với mẹ như vậy. Chỉ một hơi, ông đã ngâm hết 10 bài thơ cho mẹ nghe rồi. 10 bài thơ? Ghê vậy à? Con đừng có làm ồn, mẹ còn đang mơ màng nè. Thiệt là lãng mạn quá. Wow, rất là lãng mạn. Thế Ngọc, bây giờ cha đã chọn con đường này rồi, sau này hai mẹ con không được yên ổn đâu. Nếu chỉ vì sự yên ổn của một mình con, vì còn những người khác thì sao? Dù cho con chịu thì những người khác cũng không chịu. Và những người khác chịu thì con, con phải làm sao đây? Bất luận như thế nào thì con, con cha, con đường của cha đi là đúng lắm. Con phải đi với cha, con phải đi tới cùng. Hey, mẹ không biết con đang nói cái gì, nhưng mẹ quyết định đi cùng với lại cha con. Con bây giờ hai mẹ con đã quyết định rồi, chúng ta lập tức dội đến nhà Lô Lô Hổ. Hả? Nguy hiểm lắm. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Dạ hiểu. Nói cái gì? Cả nhà các vị dọn đến ở trong nhà của tôi? Phải, tôi vốn không muốn đến đâu, nhưng mà phu nhân tôi nói Lô huynh là nhân trung hào kiệt, thậm chí thằng con của tôi nó cũng khâm phục huynh hết sức. Tôi thì không mấy tin, cho nên quyết định dẫn cả nhà đến đây ở tạm nửa tháng, để xem danh tiếng lừng lẫy của Lô huynh lấy đức phục người như thế nào. Tôi đúng là lấy đức phục người. Xin mời các vị coi ở đây đi, cho đến ngày các người chịu phục. Tiểu thư, mau kêu cha chồng mẹ chồng đi. Nè, đi đi. Phu nhân, anh rất là nhớ em. Nhớ em lắm rồi. Không phải là vợ của anh đâu, chỉ phải là vợ của anh. Hả? Là em. À. Em bốn nhiêu? Anh cũng vậy. Con của mình cũng lãng mạn quá. Vì có di truyền của anh đó. Ê, lại đây. Nè nè, em làm gì vậy? Cái hộ tâm kính này là bảo vật di truyền của nhà họ Phương, coi như cha mẹ chồng tặng con làm lễ đính hôn nha. Cảm ơn mẹ đi. Cảm ơn mẹ. Lão huynh,
Tôi thấy hôm nay các người đến tề tự ở đây chọn ngày đâu có bằng đụng ngày. Đề nghị ngày mai cho chúng nó thành hôn đi. Xin lỗi nha. Không sao đâu. Tôi lấy đức phục người mà. Huynh cứ việc phun đi không có sao đâu hả? Lão huynh à, ở quan đông này tôi không có bạn thân nào kêu là kết thân bằng cố hữu. Ông đến đây cùng nhau chung vui náo nhiệt được không? Ê, có lầm không đó? Bên lão huynh không có bạn bè bà con nào tới vậy? Chuyện như vậy, nhà họ Phương chúng tôi vốn có nhiều bà con, nhưng mà tôi làm ăn khắp nơi, chi nhánh càng ngày càng nhiều, trong khoảng thời gian ngắn không có thể nào thông báo kịp đến họ. Huệ, huynh ra ngoài chợ mua đồ ăn cũng quen biết bạn bè mà. Nhà phụ đại nhân, chuyện là như vậy, rồi kể mà chúng tôi ăn là tự trồng lấy thôi, không cần đi mua. Còn gạo? Gạo cũng vậy, gạo tự trồng lấy. Lão già, phụ đại nhân đến rồi. Rốt cuộc có khách đến rồi. Mời vào đi. Đừng có sợ, chỉ có tri phủ tới thôi. Chỉ có tri phủ? Lôi huynh. Tri phủ đại nhân. Cửa môn đại đốc đại nhân tới. Đại nhân. Mời. Hoan nghênh đại nhân. Ông xui bà xui à, chúng ta hãy cùng nhau đi đón khách đi. Đi. Dạ. Xin mời đại nhân. Quan nghênh đại nhân, đại giá quang lâm. Quan nghênh. Người này là con rể của tôi, người này là xui gia của tôi. Đại nhân. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Ê, ba vị ngồi bển làm gì? Qua đây ngồi chung với nhau đi. Không, tôi thấy ở bển có đông người cho nên vợ chồng và con chúng tôi ngồi ở bên này được rồi. Ê, đừng có nói bậy, bên này còn nửa bàn không ai ngồi đây. Qua đây đi. Ây da, tôi làm rớt tiền. Để mẹ kiếm giùm cho. Ở đâu? Phương lão huynh ngồi một mình ở đó làm cái gì? Qua bên này ngồi đi. Tiền rớt ở chỗ nào? Hả? Tiền rớt ở đâu? Mẹ kiếm không có được. Huynh qua đây từ bao giờ? Tôi mới qua thôi. Lê huynh, con rể của huynh ở dưới bàn làm gì vậy? Con ở dưới bàn làm cái gì? Ra đây mau lên. Thịt hầm mà con thích ăn nhất đã đem ra rồi. Con à, ăn đi. Mẹ à, đừng chịu thấy mặt con nha. Bên mặt. Hắn là con rể của huynh nè. Lôi lão huynh, nói cho đại nhân biết Thế Ngọc là gì của huynh đi. Nó là con rể tôi. Vậy tức là đương gia rồi. Đúng vậy, ở đây tôi là đương gia. Lấy danh sách đưa đi. Lão gia, cẩn thận. Tiểu Hoa. Mẹ. Đình. Danh sách đâu? Ta phải giết chết ngươi. Mẹ. Lật bàn đỡ đạn. Chạy mau đi. Tiểu Hoàng. Lão gia, cẩn thận. Lên. Dạ. Đốt nhà quán đi. Tiên sư quân mất dịch khốn nạn. Ta đã gả con gái ta cho mi, bị hại cả nhà ta thê thảm như vậy. Lôi lão gia, công tử của chúng tôi đâu có muốn gì. Im cái họng đấy, nữa ta sẽ giết mày đâu. Buông hắn ra, nếu không được trách ta. Mẹ kiếp, người muốn đánh ta hả? Ông có gì? Ngọc Hoàng thôi đi. Chưa.
mẹ đang đau đớn lắm nè. Tiểu Hoa. Đình Đình. Mẹ. Cha con đâu? Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, em cảm thấy thế nào? Mau lên, mau lên, đi tìm đại phu đi. Mày đừng có xé, tao không biết sao. Đi đi. Tránh ra, tránh ra, để tôi đỡ. Đừng chạm. Làm vậy không có được đâu, chị ta bị thương rất là nặng. Tiểu Hoa, chúng ta đi. Cẩn thận với lão Quỳnh, Quảng Đông Quỳnh không có biết đường, để chúng tôi dẫn đi. Không cần mấy giải nhận nhận gì ở đâu, về sau đừng ai nấy đi. Cha, cha đừng có nói như vậy, chúng ta đâu có biết đường lối ở đây. Còn có đi không? Không đi thì đừng làm con của cha nữa. Đinh Đinh, đi mau, đi mau lên, đi. Mẹ cũng vô kế khả thi. Mày đừng lo, danh sách con trong tay chúng ta, chúng nó không dám làm gì cha đâu. Tối nay con vô tỉnh xem thử. Con phải cẩn thận nha. Sao phải áo? Ai đó? Là Thế Ngọc. Mở cửa đi. Vô đi. Tôi thấy giấy nhân cáo khắp nơi, nói ngày mai cha của ta sẽ bị xử trảm. Bữa nay còn bắt rất nhiều người quen của tôi nữa. Tôi đến xem hai anh có sao không. Tôi không sao. Tôi không sao. Tôi không sao. Anh làm gì vậy? Ngọc Quang, tôi có lỗi với anh. Tôi có lỗi với anh. Tôi có lỗi với anh. Đừng khóc nữa, chuyện gì? Chúng nó bắt tôi và anh Sáu đi thẩm vấn. Tôi nói là không có quen anh, cho nên tôi được thả về. Chị của anh Sáu? Anh chửi tôi là đồ kiếp nhược, không có nghĩa khí. Anh Quyết không có nói không quen anh, nên bị tụi nó đánh đến học máu luôn. Khi tụi nó đánh mỏi tay rồi thì tụi nó kêu ảnh lại ba cái thì tả ra, nhưng mà anh ta chết cũng không lại. Bây giờ anh ở đâu? Anh bị người ta đánh chết rồi, giờ treo ở cửa đó. Ai đó? Ai đó? Nè, mày tới đây làm gì? Làm gì? Nói mau. Tao tới lấy thầy. Mày là ai mà dám tới đây lấy thầy? Phương Thế Ngọc. Hả? Vậy Phương Thế Ngọc dám tới, dám tới đây hả mày? Chết sao? Chết sao? Bạn của tao đã không sợ, đã dám nói quyền với tao. Không lẽ Phương Thế Ngọc này là sợ chết không tới lấy thầy sao? Lên! Lên! Anh Sáu, mình phải cùng vào tác chiến. Ba lại trước mặt người bạn của tao. Lẹ lên. Ôi à, ôi à, đừng tôi, đừng có đánh chúng tôi. Đừng có đánh chúng tôi. Tôi biết lỗi rồi. Tôi lỗi rồi. Tôi lỗi rồi. Tôi lỗi rồi. Đừng đánh chúng tôi. Đừng đánh chúng tôi. Đừng đánh chúng tôi. Biết lỗi rồi. Anh Sáu, mình đi. Xin đừng trách chúng tôi. Chúng tôi biết lỗi rồi. Chúng tôi biết rồi.
Anh Sáu, kiếp này tụi mình là bạn thân với nhau. Khi dọc kiếp sau, tôi được làm huynh đệ với anh. Ngọc Quang à, công tử đừng có quá đau đớn. Anh Mập à, ngày mai cha của tôi bị xử trảm ở nơi pháp trường. Ngày mai lão gia bị xử trảm sao? Tôi định đi cứu ông. Sáng ngày mai dẫn mẹ tôi đi trước nha. Ngọc Quang công tử đi một mình nguy hiểm lắm, đừng đi. Anh đừng nói nữa, tôi đã quyết định rồi. Chuyện này được cho mẹ tôi biết nha, biết chưa? Anh Mập Ba đừng khóc nữa, mẹ đang chờ ở nhà đó. Đứng đi mà. Thôi tính nha, mình về ha. Đi, mẹ đang chờ ở nhà đó, đi. Có tin cha không? Không sao đâu, mẹ yên tâm đi. Thì ra cha đã được Trần Gia Lạ tổng đài chủ Hồng Hoa Hội cứu thoát rồi. Thiệt hả? Con nói láo làm gì, phải không? Vậy ta xấu không về đây? Trần đại chủ có nói tốt nhất là đừng tập trung ở một nơi, cho nên ông căn dặn anh Mập là ngày mai đến phân đà ở bãi Đạt Thủy để mà hội họp với ông. Anh Mập à, ở bãi Đạt Thủy Hồng Hoa Hội có một phân đà phải không? Anh cho mẹ tôi biết đi, nó mau đi, nói đi mà. Dạ phải, năm ngoái tôi giấy lão gia của tôi đó. Vậy còn con, một mình con định làm gì? Hả? Dạ Trần đại chủ dặn con mang danh sách đi kiếm Triệu Dương gia ở Long Hổ Sơn. Hồi học ở Long Hổ, có phải không vậy? Mau nói ra đi, nói mau đi, nói đi mà, nói đi. Phải, năm ngoái chúng tôi có gặp mặt đó, cùng ăn cơm với nhau nữa. Ông Triệu Đương gia đó là một người rất tốt, tôi nói có sai không? Đâu có sai, nói đúng lắm. Vậy thì thiệt may mắn. Mẹ kiếp cái bọn quảng đông! Các người không có ai tốt đâu, sao nó đi tìm đại phu trị vết thương của vợ tôi mà? Té ra đi kêu quan binh đến đây bắt tôi. Bọn Quảng Đông tụi bay tất cả là đều trời đánh thánh đam. Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng, em sao rồi? Mẹ! Đinh Đinh! Đinh Đinh! Tôi không có sao. Mình lớn quá lên ghê nha. Ta không cần ngươi mời, ta không có lên nghe ngươi đâu. Cảnh cáo ngươi, về sau đừng có phá với chúng ta nữa. Chờ. Còn im hỏng đi. Đinh Đinh, ông thấy bà nhà tôi bị thương như vậy, ông còn ngoan cố nữa hả? Đinh Đinh, con theo bọn họ lên ghe đi. Mẹ, mẹ ở lại đây với cha của con. Toàn là cứng cổ, giờ không đây còn thể diện nữa hả? Mẹ kiếp ngươi, ngươi chịu đã chưa? Ta chịu nói là không lên trên ghe của ngươi. Ta đâu có nói là vợ ta và con của ta không thể lên ghe của ngươi hả? Đừng nói nhiều nữa, lên đi mau đi. Cẩn thận nha mẹ. Cẩn thận, cẩn thận, đừng có làm bả rơi xuống. Cẩn thận. Không biết là tôi đã làm sai chuyện gì, tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Ông thì là lỗ mãn, cô chị bây giờ đánh đó. Tôi hỏi lần nữa, chị lên ghe không? Không lên, không lên. Chị ráng chịu đựng nha. Mẹ, mẹ. Tiểu Ngọc, con dẫn Đình Đình đi ra ngoài một chút đi. Mẹ có một chút chuyện muốn nói với mẹ của con. Hả? Đi đi, ngoan. Chị Xuân, tôi có một vấn đề muốn hỏi chị. Vấn đề gì? Đệ Ngọc bây giờ ở đâu? Đệ Ngọc ở đây. Mỹ Nhân, Nguyễn, Chu Liên. Thần tọa bằng Nga Mi, đảng kiến lễ ngắn thấp, bất tri tâm hận thủy. Phu nhân là tôi. Đại Ngọc, chị chính là Đại Ngọc phải?
kiếp này chúng ta không thể ở chung với nhau. Hy vọng kiếp sau có thể ở chung với nhau, được không? Được. Cha từng chửi con, nhưng trong lòng của con không bao giờ giận cha đâu. Cha là nhạc phụ của con rồi, cả đời này sẽ là nhạc phụ của con. Chào sáng ngày mai, các người đều thường đến bãi Bạc Thủy. Bọn lính bắt không được các người. Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng, Ngọc, con phải nhớ, sau khi con làm xong phải đến hội họp với mẹ. Ngọc Hoàng không thể bảo trọng nghe. Trời, không cái gì chứ, anh điên rồi sao? Nó đâu phải là đi tìm chết, nó đem vào danh sách thôi. Rồi có anh chút cảm mạo. Đừng nói nữa, lên đường đi. Cha đang chờ mẹ đó. Dạ. Thế Ngọc, chuyện gì? Em có thể thề không? Thề cái gì? Anh phải thề là về sau đừng có nhận em làm vợ của anh nữa, được không? Tại sao vậy? Tại vì trong đêm động phòng anh đã nói. Anh nói gì? Nếu như anh lấy em làm vợ thì anh sẽ chết hết cả nhà. Hả? Ừ. Anh mặc kệ, dù xảy ra chuyện gì em vẫn là vợ của anh. Cha con lúc xưa cũng hôn mẹ như vậy đó. Nè, anh có hôn vợ anh như vậy không? Ừ. Coi như tôi không có nói. Ngứa miệng. Anh lấy đeo đi. Còn em? Em có cái này. Em còn đeo hả? Ngọc Quang, sắp đi rồi. Bảo trọng. Thế Ngọc, phải cẩn thận nha. Phải cẩn thận đó. Con đừng có đi bộ tới đó. Kiếm con ngựa cởi đi, nó đi mau một chút có biết hay không? Còn nữa, con phải mặc thêm cái áo, đừng có để bị cảm. Nhớ đem theo lương khô nha. Các người cũng phải bảo trọng. Nếu như người chịu giao bọn phản tặc Hồng qua hội cho ta, ta được quyển danh sách thì người khỏi chết. Người Hán chúng tôi không bán đứng người Hán đâu. Nếu người Mãn Châu trở về xứ Mãn Châu thì chúng tôi không chống đối các người. Đại thanh của chúng ta đã thống nhất thiên hạ bao nhiêu năm rồi, chỉ tại các ngươi thôi còn không chịu đối diện với hiện thực. Người xem coi,
chúng ta không phải được cơm no áo ấm. Quật thấy gian ăn hay sao hả? Không nghe chưa? Cầm hết! Người nào la, giết người đó. Hành hình! Đừng muốn tới nha, nếu không ta chịu nổi liền. Tránh ra, lùi ra. Phường Thế Ngột, quả nhiên có đảm lược. Không lẽ ngươi không sợ chết sao? Hôm nay ta tới, ta đã sẵn sàng. Ngươi giao danh sách cho ta thì ngươi và cha của ngươi khỏi chết. Thế Ngột, Thế Ngột, đừng có giao cho nó. Những kẻ thức thôi là tuấn kiệt. Tôi chỉ cần giao danh sách cho ta, ta bảo đảm với người tiền trình vạn lý, được phong quan tiến tước. Ngươi đừng có hòng. Ta giao cho ngươi ta là hán giang, cha ta không nhận ta, mẹ ta đánh ta quầy giò, thiên hạ chửi ta, lịch sử sẽ giết thúi ta, giang sơn chỉ có một, ta không làm thú danh muôn đời. Rất khá, ta rất thưởng thức con người như ngươi. Nếu không phải ai vì chúa nấy thì hôm nay ta sẽ uống rượu với ngươi luận anh hùng. Được, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu như trước sự dây đứt ngươi đánh thắng được ta, ta sẽ cho ngươi làm một đứa con hiếu thảo. Nếu như ngươi thua thì ngươi phải giao quyển sách đó lại cho ta. Ta vẫn muốn thâu ngươi làm đồ đệ, nhưng ngươi hãy hiếp cha ta. Bây giờ ngươi hết cơ hội rồi. Thank you.
Con mau chạy đi. Con không chạy. Thế Ngọc, cha đều thấy con trưởng thành là cha vui rồi. Con hãy mặc kệ cha, con có nhiều đại sự đang chờ con đi làm. Cho dù cha có chết thì cha chết cũng được nhắm mắt. Con hãy mau chạy đi. Con làm được, chuyện gì vậy cũng làm được. Nhưng con chỉ có một người cha. Con chạy đi. Cậu phải sống chết chứ chưa? Phương Thế Ngọc, để tôi tiếp cậu. Mẹ! Mẹ à! Để tôi tiếp cậu. Anh phải cần kéo chứ, cần kéo nữa. Kéo lên, kéo lên, kéo đi. Mẹ, hỏi thăm mẹ của người, giết hết tụi nó. Tướng công, Thế Ngọc, mẹ tới cứu con nè. Thiên Ngọc à, sao con đuổi mẹ một mình tới đây tìm chết? Mẹ không biết tìm chết hay sao? Mẹ. Anh Mặt Bà, sao dẫn mẹ tôi tới vậy? Tôi dẫn mẹ tới thì ra ở bãi Bạc Thủy có hồng qua hội thật. Phải là Ngọc Quan công tử à, nói trúng như vậy sau này đừng nói bậy nha. Đừng cứu cho ta đi. Dạ. Tìm chết. Ta không chết thì mới chết. Chết đi, tại sao còn chưa chết? Tìm chết. Chết đi. Tại sao còn chưa chết? Trên đại chủ kìa. Thiên Ngọc, anh không sao chứ? Không sao, đừng cứu cha ta đi. Đừng cứu cha kìa. Thank you.
Tổng đa chủ, quả nhiên danh bất hư truyền, khâm phục. Nhưng mà chủ nhân của tôi có dặn phải mang xác của ông về. Chết đi! Về bay đi! Đao hướng phi thương! Yeah! Mẹ! Vương huynh, tôi đã xin Thế Ngọc làm con nuôi, tôi nhất định sẽ dạy tốt cho nó. Đại chủ, vậy giao Thế Ngọc cho đại chủ nha. Trần đại địa, à không phải, xin lỗi Trần đại chủ. Đại chủ làm ơn chiếu cố giùm con tôi nha, từ nhỏ đến nó không từng rời khỏi mẹ nó đâu. Trần đại chủ, tiễn đưa ngàn dặm cũng phải tạm biệt. Cha nuôi, con có thể đem mình định đi theo không vậy? Sao mà không được? Tướng công, suy nghĩ kỹ chưa? Cho con mình vào xã hội đen. Em suy nghĩ kỹ chưa? À đúng rồi, cũng phải để cho nó biết việc đời chứ. Đình Đình, mình đi. Ừ. Cha, con đừng ăn hiếp Đình Đình nghe, coi chừng cha đánh con đó. Cha đừng lo, con không ăn hiếp cổ đâu. Lăn lộn giang hồ phải giống như cha vậy, lấy đức phục người, hiểu rõ chưa? Rõ. Cha, con có một yêu cầu. Con nói đi. Từ nhỏ tới lớn con chưa thấy cha cười, cha cười con coi đi. Sang năm sẽ cười. Thấy không bà, đi. Thưa cha bảo trọng nha. Mình đi. Thế Ngọc, ngồi cho dựng đó. Anh có ăn hiếp em hay không? Mỹ nhân Nguyễn Chu Liêm, thân tọa bằng Nga Mi, đảng kiến lệ ngấn thấp, bất truy tâm hận thùy. Thế Ngọc à, cha của con cười rồi. Wow, thiệt là lãng mạn, em thấy vui quá đi. Hả? Thế Ngọc, con còn một món vật phải mang theo. Chụp lấy. Xin xuân sông điều phút lên quét mồ hà. Một dấu câu xăm phá khổ hà. Mà nỉ hồ sĩ kỳ cổ hoa. Xin kịch hà tập có cái hàng đâu mô hà dùng hô bún ninh hiến mô sáng sáng trong nhất quan cho ya toa hút hút hồng khăn hồng hồi phải là hồng ca chỉ ngô chỉ hô không chỉ ngô chỉ nhìn sao sáng la. Xin 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 xin